Đây là đáp tiếng của Laurel Mark Artist, bên là 210AR 2 bass 25 1 chép 75 Light Ray Chin Outdoor. Đây là chiếc sâu cạc test với Mr. Binder XR 12. Cổng này kết nối với loa Artist dẫn. Hi, chào mừng mọi người đến với kênh âm thanh đàn. Cảm ơn em Tuấn Tài ở Hòn Đất Kiên Giang đã ủng hộ một bộ RTA gồm có một sâu cạc OMC 202 HD và một mic ECM 8000. Bây giờ sẽ tiến hành đập hộp test trước khi gửi hàng. Mời mọi người theo dõi video. Thông tin nhà nhập khẩu. Đầu tiên sẽ cắm dắt 6 ly vào input 2. Ở phía sau cắm đầu còn lại 6 ly ở số 2 luôn, R. Cặp dây Canon được cái input 1 trên sau cạc. Đầu còn lại cắm lên mic ECM 8000. Đầu dây 6 ly và hai đầu bông sen cắm lên là mixer số, vang số, có số. Đầu USB vuông cắm lên sau cạc. Đầu còn lại sẽ cắm lên chiếc laptop, lưu ý cắm cố định. Đầu còn lại sẽ cắm lên chiếc laptop. À, sẽ tiến hành điều chỉnh cái gain nào. Mọi người lưu ý chỉnh cái gain làm sao cho cái MIR nó ra tương đồng với nhau ha. Rồi sẽ chọn vào là pin, chọn là insert. Rồi đây là cái đáp tiếng của lo lộ mắt bên L210AR ha. Rồi đây là cái đáp tiếng của cái lo Romax bên là 210AR ha. Đổi màu sẽ bấm chuột phải vào đây, chọn là info, chọn cái màu sắc. Apply. Apply, ok. Rồi đây là màu vàng. Đây là cái đáp tiếng của cái lo bên là 210AR. Dòng này chép nhiều lắm nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.